Như tiêu đề của video, mình đã giải thích với các bạn tại sao iPhone 11 lại là chiếc iPhone đáng mua và đã soán ngôi của iPhone XR. Mời các bạn cùng mình tìm hiểu chi tiết ở trong video này nhé. Mình là Công, tới từ Review OS. Cái điều đầu tiên làm cho mình đưa ra quyết định này đó chính là về mức giá. Ngày xưa iPhone XR tầm 9 triệu đồng nó đáng mua, nhưng bây giờ iPhone XR rẻ hơn rồi và cái mức giá 9 triệu đồng lại thuộc về iPhone 11. Cụ thể là tại Di Động Việt, các bạn chỉ cần bỏ ra hơn 9 triệu các bạn đã có iPhone 11 Lightning 64GB, và đường link chi tiết mình sẽ để ở phần mô tả cho anh em tiện tham khảo nhé. Khi mua chiếc iPhone 11 này về thì các bạn sẽ có điểm nâng cấp so với iPhone XR mà nhìn thấy rõ rệt nhất, đó chính là về mặt camera. Nếu như các bạn yêu thích chụp đêm, các bạn thích chụp ảnh thiếu sáng thì chắc chắn các bạn phải lựa chọn cho mình iPhone 11. Bởi vì ở trên iPhone 11 được nâng cấp thêm tính năng chụp đêm. Với tính năng này chắc chắn bức ảnh của bạn sẽ đẹp hơn iPhone XR rất là nhiều lần. Và kể cả trong điều kiện bình thường, điều kiện đủ sáng, điều kiện trong nhà của chúng ta thôi thì camera trên iPhone 11 nó cũng chụp tốt hơn iPhone XR. Đồng thời có một điểm rất là mở rộng so với iPhone XR, đó chính là camera góc siêu rộng. Ở trên iPhone 11 mới có chứ XR lấy đâu ra cam này. Khi các bạn cần chụp ảnh thiên nhiên hùng vĩ, các bạn cần chụp ảnh nhóm, các bạn cần chụp ảnh một cái nhà gì đó to to một tí của bạn thì iPhone XR sẽ không có, mà phải là iPhone 11. Và ngoài mặt nâng cấp về camera là cái thứ dễ nhận thấy nhất ra thì chúng ta sẽ còn sự nâng cấp tới từ mặt hiệu năng. Chắc chắn rồi, iPhone 11 ra mắt sau hiệu năng phải mạnh hơn iPhone XR chứ. Nếu như các bạn tìm một chiếc smartphone để sử dụng lâu dài thì iOS tối ưu tốt, bây giờ còn chip mạnh nữa thì đảm bảo là iPhone 11 sẽ mang lại cho bạn hiệu năng sử dụng ít nhất trong tầm 3-4 năm nữa vẫn cứ là ok. Điểm tiếp theo mình muốn nói với các bạn đó chính là về màn hình. Anh em còn nhớ màn hình iPhone XR mọi người nói là bị gì không? Bị rỗ ạ. Nhưng mà ở trên iPhone 11 thì cái kích thước màn hình của chúng ta nó vẫn như XR, độ phân giải nó cũng như vậy. Chỉ có điều Apple đã cải thiện thuật toán, cải thiện màn hình. Và khi các bạn nhìn vào màn hình của iPhone 11, các bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn màn hình của iPhone XR. Nếu như bạn nào thấy XR rỗ thì đừng có mua XR, mua 11 cho mình, chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy tốt hơn phần nhìn. Ngay ngày iPhone 11 ra mắt thì mình này và Hùng bên FA Channel ấy, bọn mình đã ngồi cùng nhau lại để nhìn màn hình hai em máy. Và đúng là màn hình iPhone 11 tự nhiên nó mịn hơn các bạn ạ. Nhìn nó đỡ bị rỗ và đỡ bị khó chịu hơn hẳn iPhone XR. Còn về mặt thời lượng sử dụng pin thì chắc chắn là iPhone 11 cũng sẽ có viên pin trâu hơn iPhone XR. Nhưng mà bởi vì cập nhật iOS mới và bởi vì bây giờ iPhone 11 là Lightning nên thời lượng pin cũng sẽ giảm xuống. Và theo như mình sử dụng chiếc iPhone 11 này, hôm nào mà mình sử dụng tác vụ bình thường thôi, mình không có chụp ảnh, không có chơi game nhiều thì mình dùng đến buổi tối được. Còn khi nào mình chụp ảnh chơi game nhiều, chắc chắn là trong ngày mình sẽ cần sạc lại. Và kể cả iPhone XR bây giờ cũng vậy thôi, các bạn chơi game nhiều thì bao sạc lại giữa ngày, một ngày sạc 2-3 lần là chuyện bình thường với iPhone XR. Ngoài những điểm mà mình vừa kể với các bạn ra thì những điểm còn lại ở trên iPhone XR và iPhone 11 thì có vẻ nó khá là tương đương nhau. Ngay từ phần ngoại hình các bạn nhìn vào, chúng ta mà che cụm camera đi thì trông XR và 11 khó lòng nào phân biệt được. Vẫn là mặt kính, bám vân tay, vẫn là một khung viền nhôm, đập vào đâu thì dễ móp. Nhưng mình không đập thử đâu, nhỡ móp thật tiền đâu mà đền. Đặc biệt cái mặt kính sau này thì các bạn lưu ý chúng ta nên dùng ốp xịn một chút. Nếu như các bạn dùng ốp đều có thể sẽ làm xước cái mặt kính của chúng ta, hằn trực tiếp những cái vết ốp lên trên mặt kính. Còn nếu như các bạn mà không dùng ốp thì mặt kính này khá là dễ xước, trà sát bên ngoài một tí là coi như nhìn xước băm xước bổ ngay. Về phần viền màn hình của chúng ta thì ở trên iPhone 11 trông nó vẫn dày như iPhone XR. Và nếu như đeo theo con ốp UAG của mình vào nữa thì trông nó còn dày hơn. Về cụm Face ID thì iPhone 11 có nhạy hơn iPhone XR một chút. Nhưng mà có một điều đáng tiếc là iPhone 11 vẫn không cho phép mở khóa khi đeo khẩu trang, phải là iPhone 12 trở lên. Rồi và đến đây thì mình sẽ kết thúc video. Trong video này mình đã nói với các bạn những điểm hơn của iPhone 11 so với lại iPhone XR để các bạn dễ dàng đưa quyết định hơn nha. Và các bạn thấy sao ở video này của mình, cũng như các bạn sẽ chọn XR hay chọn iPhone 11? Mời các bạn ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.